Châu xin kính chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay á, thức dậy cái là quá trời tuyết. Tuyết nè, Anna nó đi ra với ba nó ra dọc tuyết rồi nè, ông bà cô chú. Nó phái tuyết lắm. Hồi hôm á, ba điện về ra cho ra coi tuyết mà hôm nó rơi ít. Nó rơi ít, có quay cho ông bà cô chú coi nữa mà quay không thấy nên là cho không có quay. Anna lại chào ông bà cô chú nè. Mới có giữa tháng 11 mà tuyết rơi, chưa qua mùa đông nữa mà tuyết rơi rồi cả nhà. Rơi cũng không nhiều hơn, cũng có đóng ít nè. Trên mấy chiếc xe mới nhiều. Trên mấy chiếc xe nè. Chơi tiếp vô rồi ông bà cô chú ơi. Vui không? Yeah. Vui không con? Nè đi mang bao tay nè, mang giày giày ấm nè, đội nón nè, lạnh không? Yeah. Thương bà cô chú con đi mới vô đi. Thương bà cho con đi mới vô. Chơi đã chưa? Đã. Đã hả? Trời ơi, ba không cõi giùm. Rồi thì hai cha con nó vô rồi, cho nướng pha chín rồi cả nhà. Hôm nay cho Anna với bà Anna pha lăn nướng. Châu thì ăn cháo hôm qua còn. Nóng quá. Cô cô ma mau co. Xin kính mời bà cô chú cùng ăn đi con. Xin mấy ông bà cô chú cùng ăn như này nha. Nóng quá ông bà cô chú ơi. Nóng quá ông bà cô chú ơi. Nè với bà nè ăn sáng nè ông bà cô chú. Mẹ ăn cháo của ngày hôm qua. Bỏ uổng á, ráng ăn. Cho bà nè với bà nè ăn đồ mới. Lau mũi cho ba, cho nè ba. Không chi. Ăn xong mà cho bác sĩ đi con ơi. Xin thuốc uống. Mẹ na nói ba rồi mà. Ba na nói bài hả? Ngon không con? Dạ. Ăn nhiều chứ. Chứ đi bữa ngày này đi trường ở đó. Ba kêu đi. Ba kêu cũng đi luôn. Ba kêu cũng đi nè. Ba kêu đi hả? Ừ. Ai yêu khô mệt à? Papa cái gì? Ngon không nó bà cô chú nghe gì? Hay ngon không? Hay ngon không? Ừ, quên á, nãy hỏi rồi chứ mẹ cái kìa, mẹ lú quá, lú lẫn quá. Uống nước vô đi con. Uống sữa, mày lấy sữa vô uống nha. Ông bà cô chú con đi bệnh viện à. Nè, nè giờ nó đi bệnh viện xin thuốc uống sổ mũi á bà cô cả nhà. Cả nhà ơi, thì giờ Châu chuẩn bị nấu cơm, nãy giờ Châu cũng chuẩn bị những cái đồ để nấu ăn hôm nay nè. Hôm nay thì nhà Châu nấu cái đầu cá hồi. Châu sẽ kho nha, hôm nay kho ăn. Không có rau nấu canh chua. Rồi nấu canh rau tần ô. Hồi nãy Châu có trộn một dĩa, một tô, cái này là su hào, gỏi su hào. Rồi qua đây thì rau sống, hồi để ăn với lại cá kho. Giờ 12 giờ mà cha Na với lại Na chưa về nữa. Giờ Châu làm luôn đi, về ăn là vừa. Cá này cho ốp vô đây, nước mắm, đường, hạt nêm,
gừng, tỏi. Nè gì em bà cô chú ơi, mua gì sách dữ vậy? Anh nhân mà theo anh nhân mua bánh nữa. Trời ơi mà thật cách đó. Thưa bà cô chú con đi mới về đi. Thưa bà cô chú con đi. Thanh tay lại. Thưa bà cô chú con đi mất gì? Ồ giỏi. Rồi con có vô cái microm thay chơi không? Dạ. Mẹ đang làm cơm kìa, sao ba với Na chờ ba với Na lâu quá. Hôm nay em bận dọn trộn hết rồi. Cô đây. Chà đếp ta, ô đi Hanna chà đếp ta. Hanna giỏi quá. Ở đây em vẫn chưa tư. Ba cô Hanna chà đếp ta. Cho cô mà Fuji. Fuji. Chào bà. Hả? Ồ, chào đến ta. Giỏi quá. Trời ơi, cái lỗ tai lạnh hết trơn nè. Hôm nay sách chanh hết rồi. Vậy đó hả? Cả nhà cái này nó đổi màu cả nhà ơi. Quê sách canh nè. Ừ, chào tâm nè. Ta la. À, công kia anh cho chân tề. Cái đây sò sắc cài ba qua. Cả nhà có cái nhà châu bữa nay có cái máy cái này kêu là cái máy lọc không khí á. Cũng như nhà đang nấu ăn có mùi hôi á, có mùi lạ là cái này nó đổi màu nè. Nè nè, nó cả nhà thấy không? Xanh đỏ vàng, vàng rồi đỏ nè. Đó, giờ qua vàng rồi nè. Em bà cô chú ơi, Na đi chích thuốc làm sao đó, nó bà cô chú nghe đi. Na đi chích thuốc có khóc chút thà. Có khóc chút rồi hả? Nó nói không có đau nhiều, đau chút thôi. Vậy đó hả? Rồi khóc có chút thôi hả? Dạ. Giỏi quá trời ta, chích đó hả con? Dạ. Ồ, nó nói nó chích thuốc ngừa cả nhà. Ở Hàn Quốc thì mùa lạnh cái người ta chích thuốc cảm cúm á, ngừa cảm cúm á. Giỏi quá, cục vàng của mẹ giỏi quá. Trời ơi, nó xì dữ vậy. Có cô mẹ nè. Cái này của ba nè. Ờ, cái này của mẹ nè. Trời ơi, nó mua bánh nó về nó chia ra nó lấy cái của này ba, của Na. Của Na mua ba thứ hả? Mốt con mua, có mua thì con mua cho con với ba thôi, con đừng mua cho mẹ nha. Sao? Mẹ không ăn cũng được đó. Ừ. Ba với Na thôi, mẹ khỏi mua cho mẹ nha. Mẹ ăn đi. Bữa nay mua rồi mẹ ăn. Ừ, bữa nay mua rồi mẹ ăn ha, mà mai mốt con đừng mua cho mẹ nha. Dạ. Con mua cho ba với con đi. Nha, bánh đó, bánh thì con mua cho con. Mẹ bây giờ muốn ăn. Ừ? Bây giờ muốn ăn hả? Rồi con ăn đi, con muốn ăn con chính mà ăn mà cô chú còn ăn với con. Chứ hỏi ba ăn không? Mà tới giờ cơm rồi ăn xong hỏi ăn cơm con. Ăn miếng thôi nha. Đói bụng mà. Đói bụng rồi hả? Mẹ làm cơm xong luôn rồi kìa. Nè con ăn đi rồi ăn xíu đi rồi hồi à. Hồi ăn hồi để mẹ cắt nha chắc. Để nguyên nhà con không hết. Con muốn cầm ăn hả gì? Dạ. Cầm ăn chính mà ăn mà cô chú còn ăn với con đi. Cái mèo mà là chứ thường bạn nghĩ con nha. Xúc xích cái đó, xúc xích. Xúc 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 hả? Cảm ơn mà
Sức 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 khỏe nào mới nào mẹ. Xin chào. Rồi hai bạn. Xin kính chào cả nhà. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm. Hello. Anh nào bữa nay nó ăn bánh rồi nó không ăn cơm cả nhà ơi. Không làm bơ. Xin chúc cháu ăn xong cho lúc nè. Rồi tôi xì vô cho bơ. Dân no mau đi. Cho đi. Dân no mau đi. Cho đi. Dân no ra go. Dân no ra go. Dân no mau ra. Dân no. Dân no. Dân no. Dân no. Cô kì xem xong. Dân no ta ra. Dân no. Dân no cơ. Hăng cơ. Hăng cơ giọt gì? Xe chung để à? Xe chung để rồi đó. Cái cá này nó béo ngon. Chồng thích ăn con cá này. Được. Cái gì mà đau? Hít mà. Đừng con dơ á, đừng có bóc vậy. Ê, con nó ăn thôi, con đừng có bóc vậy. Mở đi cây được. Mở lên. À. Thỏ mở lên. Mở vào. Giỏi ngon quá. Ê, không tỏ. Con cơm không? Châu xem hả chị vô. Ba mạnh nè. Châu kêu là cẩn thận á. Xương nhiều. Xương nhiều nhưng mà cá này xương bự bự sao mà cũng dễ. Ừ.
연어고기 맞아. 물고기 민물고기 Bữa nay dọn tủ lạnh còn gì ăn ở đó đã hết. Mời không biết ăn gì. Ăn ghét rồi không biết ăn gì cả nhà ơi. Khi muốn ăn món Việt á, mà món Việt ở bên đây ra mua cái gia vị nguyên liệu á, nó cũng không đầy đủ, cũng khó. Thôi vậy mà ăn ngon quá.
cây chua cắt. Em sẽ cho ăn cơm thêm. Thì cả nhà ơi, hai vợ chồng cho ăn cơm xong rồi ăn đơn giản nhưng mà ăn ngon quá trời ngon luôn cả nhà. Kim xem chị dối vô không? Có cá hơi có xương nhưng mà ông xã cho ăn cũng ngon miệng lắm. Tại vì cá này nó béo béo á cả nhà. Rồi châu kho cũng mặn mặn, cũng ngon. Rồi thì cái video của Châu tới đây xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ hai vợ chồng Châu. Xin kính chúc cả nhà luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào.